Mỹ xuất xưởng tiêm kích F-16 đầu tiên cho Slovakia. Sau 5 năm ký hợp đồng, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã chính thức trình làng chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên dành cho Slovakia. Lockheed Martin đã trình làng máy bay chiến đấu đa chức năng F-16 Block 70 Fighting Falcon đầu tiên cho Slovakia trong một buổi lễ tại cơ sở sản xuất Grandview của tập đoàn ở Nam Carolina vừa qua. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Schle cùng các quan chức cấp cao khác. Ông Oji Sanchez, một lãnh đạo cấp cao của Lockheed Martin cho biết, những chiếc F-16 này sẽ cho phép không quân Slovakia vượt lên trước các mối đe dọa trong khu vực và là một phần trong sứ mệnh của các đồng minh ở châu Âu, NATO và trên toàn thế giới. Được biết, đây là chiếc máy bay đầu tiên trong tổng số 14 chiếc mà Slovakia đã ký mua vào tháng 12 năm 2018. Giá trị của hợp đồng ước tính khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ. Ngoài máy bay, hợp đồng này cũng bao gồm cả tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến Raytheon M120C7 AMRAAM và tên lửa không đối không M9X Sidin cùng các phụ tùng thay thế. Chiếc máy bay đầu tiên này dự kiến sẽ bắt đầu bay thử nghiệm vào tháng 11 năm 2023, trước khi bắt đầu giao hàng cho Slovakia từ quý tháng 2 năm 2024. Những chiếc F-16 Block 70 của Slovakia sẽ được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn M9X Sidin, tên lửa tầm trung M120C7 AMRAAM và vài trăm quả bom thông minh như GBU-12, GBU-49 và GBU-38, GJAM. Máy bay được trang bị radar quét mảng điện tử chủ động AESA APG-83 tiên tiến, có phạm vi phát hiện gần gấp đôi so với các radar quét cơ học trước đây, cung cấp khả năng theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu với độ chính xác cao hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.